cua này đặt lợp rồi xin về nha các bạn. Wow, một thao cua này mình chuẩn bị đâm cua để kho ăn. Hôm nay hai chồng mình làm cua kho ăn các bạn ơi. Cua này là cua đặt lợp của ông anh ở dưới cho anh về, anh về đó. Là hai món kho. Một món là kho veo với một món là cua kho, thịt cua kho. Con chơi nè. Thôi. Sao hả? Sao cắn hả? Nó cắn đâu, nó kẹp chứ nó cắn đâu. Hôm qua nó cắn ba nè, nè ra máu nè. Ba dán keo chưa? Dán nè. Khỏi, cua kẹp rồi dán keo. Nó cười chết được. Ừ. Wow, cua gạch không luôn các bạn ơi. Cua gạch không luôn. Hôm nay hai chồng mình làm hai món. Một gạch cua kho và thịt cua kho. Hai chồng làm đổ qua đổ lại, bây giờ vợ lấy gạch, tới chồng lấy yếm. Yếm cái vỏ. Mình lột sạch mấy cái phần này đi chứ mà nó hôi các bạn. Sao cái gì, cái này kêu gì ta, quên rồi vậy. Cái phao của nó nè, cái phao với cái yếm mình là bỏ lọc tôi sạch chứ thôi mình đâm cua nó thôi. Lột các bạn cũng để ý nha, coi chừng kêu cua nó kẹp nha. Đôi khi nó cũng còn sống nguội á, nó kẹp một cái là gà máu à. Ngày hôm qua đi về nha, ông anh nắm cho cua á, là bắt bẹp kẹp, biết kẹp bom chảy máu nữa rồi. Ừ. Ừ. Mình phải lột cái kỹ cái gì này các bạn, lột cái phần sơ ở trên này, trên lưng của nó, cái yếm này mình phải lột bỏ luôn chỗ sạch để cho nó đâm cua nó bị hôi. Lột phần yếm nó là lột bỏ luôn đó. Bởi các bạn mua cua ở chợ là không có ngon đâu, mình chịu khó để giờ mình có mua cua về nhà có mình làm mình nhà nó ngon. Làm đơn giản thôi, cua kho gạch kho ăn được rồi. Nói nhờ thằng từ nhỏ lính nó phán cười hoài. Qua đây nè, qua đây cho cả nhà xem. Cô Pháp nói chuyện. Qua đây ngồi cho mẹ nè. Con coi ngoài ba có đâu đi chết. Đó, bây giờ mình rửa lại cho nó sạch nè các bạn. Rồi hiện bây giờ là tới công đoạn đâm cua. Hôm nay cái chài nó gãy làm hai rồi. Hôm bữa nhỏ em mà ông xiên vô á, nó đập nước đá không biết đập sao mà nó gãy hết nửa khúc rồi các bạn ơi. Đập kỹ chài luôn rồi. Hôm nào đi vô núi sập mua kiếm một cây chài mới rồi. Các bạn thấy cây chài thì mắc cười không? Còn nửa khúc rồi. Bởi vì bà xã đâm cũng hơi cực tí. Mình bỏ là bỏ muối cục vô á. Rồi hiện bây giờ đi tới công đoạn lượt cua nha các bạn. Ok, dây vợt rồi. Lượt gì là kho với kho lượng nước ít nước. Hôm nay cua kho mình sẽ ăn với gâm muống bắp sợi. Chút đi hai cái muống này. Cái đó là mình họ đập lại gì vậy? Lượt lại một
Lượt là quân 2 hả? Chứ không có đâm ha. Một thao cua đâm ra còn được nhiêu này các bạn. Lượt rất kỹ nha. Rồi hiện giờ cua chín rồi nha các bạn. Wow, quá ngon. Thịt nó bông lên nè. Cái này là cua kho nha các bạn. Hôm bữa là mình nấu canh, còn này là cua kho. Cua hai cũng hai loại cũng là giống nhau, nhưng mà cái kia là mình nấu canh nó lạc hơn thôi. Con này mình kho để chấm. Hai mạng cũng có về cua. Quá trời thịt luôn á. Một thao cua luôn á, không biết bao nhiêu ký. Chừng ký ngoài cái kia, ký ngoài 2 ký đó mà còn nhiêu cua này các bạn. Đây là ga muốn đồng nha các bạn. Để đập chồng gỏi ăn cùng với cua. Cua kho 3 lọn 5 ngàn đó. Tính hái mà rốt cuộc ở đây đâu có cái muốn đâu mà hái, không phải lên chợ mua. Ở dưới nói gì, ở dưới ông bà, dưới ông nhóc không vòng đây người ta làm ruộng trơn, đâu có ai nuôi, là còn hầm để nuôi cái muốn gì đâu. Giờ muốn đã làm xong rồi, chuẩn bị trồng gỏi á. Trồng muối với đường với hạnh. Muối với đường với hạnh. Cây hạnh của bà Hoa năm nay nó bị lão rồi, trái nhỏ nhỏ. Chị. Hả? Hôm nay thứ sáu. Hôm nay thứ sáu hả? Đũa rồi. Đũa chưa lấy. Trộn cái gỏi này xong rồi họ ăn cơm với cua là bể tay luôn nha các bạn. Ăn cơm với cua kho là bể tay luôn đó. Cái loại cua kho á. Chút xíu nữa nó chín là mình bỏ vô. Rồi giờ cho vớt luôn, xách chung đi. Xách chung bỏ vô cua kho luôn. Thêm trái đi cho ca ăn không? Ăn trái gửi thôi. Trái gửi được rồi. Cua chín nè. Bỏ ớt với hành vô là mình tắt lửa mình ăn. Wow. Chan cho nó đều vậy. Quá ngon luôn các bạn ơi. Cua cái này là cua kho nha chứ không phải là canh cua các bạn. Hôm bữa là mình làm cua kho, cua cái canh cua rồi. Giờ hôm nay làm cua kho. Đặt bếp giờ bếp. Hai thằng lính nó kén ăn. Nó không có ăn cua kho. Chỉ có hai chồng mình ăn cua kho. Mẹ đi chợ mua cho nó thêm con cá điêu hồng chiên hỗ trợ cho hai anh em đó. Cua này nó phái lắm. Mẹ phái ăn cua mà. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không các bạn? Cả nhà nhìn thấy hấp dẫn không cả nhà? Quá ngon luôn nha. Rồi ai có muốn cho nữa. Hiện giờ đang múc cua kho ra nè. Còn đây là gạch cua kho nè, hỗ trợ thêm thôi chứ ăn chủ yếu là ăn thịt cua kho. Rồi
dĩa rau muống, chấm cao cua kho ăn cho bể tay bữa. Bữa nay anh ăn bể nồi cơm bữa nè. Cái nào cũng ớt hết, quá nóng mình. Hỗ trợ thêm thôi. Chén mắm á. Cái rau muống này đó mình chấm với cua, cua kho, hoặc là chấm với gạch cua kho cũng được. Rồi mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình nha. Hôm nay hai chồng nấu cơm ăn sớm, mới sáng sớm hai chồng đi chợ mua đồ rồi rau vậy nè. Còn cua của bà chị nó cho hai nhỏ không có ăn cua, chỉ có hai chồng à. Bởi hai chồng ăn trước hai nhỏ. Hôm nay hai chồng mình đổi hướng ăn, tại vì ăn cơm sớm quá các bạn. Bên đó nắng, rồi mới chịu ở đây. Nắng chói chang luôn. Tại hai chồng cơm sớm. Giờ này mới 8 mấy à? Có 10 giờ rồi, mát rồi. Còn cua này á, là cái này ăn cuối mùa các bạn. Của ông anh hôm bữa mình đi đám giỗ á. Rồi ông móc được cho mớ. Giờ đem kho ăn. Cái này chợ mình đâu có cua đâu. Nên giờ chợ mình là không còn một con cua luôn á. Nè các bạn thấy gạch cua không? Quá ngon luôn. Còn mấy cái cua trắng trắng này là dạng cua sữa nè. Ok, miếng rau. Rau muống đồng mình nha các bạn. Thôi hả? Thôi. Ba chén hả? Đúng rồi. Để đi vô lấy dưa hấu rồi. Nguyên một ghe nấm đá luôn các bạn ơi. Nhà mình cũng cái nhà của mình á là cũng là xài bằng cắt bằng nấm đá các bạn. Nấu bỏ vô tủ lạnh xong giờ lấy nè. Mời các bạn dùng miếng tráng miệng miếng dưa hấu nha các bạn. Nấu ngọt nè. Ngon không? Ngon, ngọt. Dưa hấu này là mua ở chợ nè. Rồi cắt bỏ tủ lạnh để cho nó là lạnh ăn cho nó ngon. Đó là tráng miệng miếng me. Nguyên bịch me. Me này me dấu nè các bạn. Me mình mua trên cái tóc á. Rồi mời các bạn dùng miếng dưa hấu nha. Đợi trễ chút rồi vợ ăn hết. Hai thằng nhỏ đi học thì chưa về, hai chồng ăn cơm trước. Với dưa hấu ăn đi. Hai chồng ăn cơm sáng xong là 9 giờ, 8 giờ ăn cơm các bạn. Ở quê mà không quên ăn cơm sớm thì nghỉ sớm, chiều ăn cơm sớm lại.
Thôi hai chồng mình kết thúc video tại đây nha. Hẹn các bạn những video tiếp theo nhé. Rồi tạm biệt các bạn nha. Bye bye.